Sau anh xin chào cả nhà, em giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông, một chiếc màu cà phê bền đẹp ngon bổ rẻ. Chiếc này báo giá luôn em bán là 2,2 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm, đã đầu biến áp điện 220V. Nói về tầm giá này thì nó là vô địch thiên hạ các bác, về cả về công suất lọc, cả về hình thức, cả về chất lượng luôn. Bác nào đang có nhu cầu mua lọc khí thì các bác tranh thủ làm luôn chiếc này, 2,2 triệu ạ. Đợt này Daikin giá thành là khá tốt, trên này em bán Panasonic cũng hơi chậm. Đối với cái mức tiền 2,2 triệu thì thật sự con này nói danh dự với các bác là không có con nào nó địch được đâu ạ. Cái tầm tiền này nhé. Đấy. Thời điểm trước toàn 4,2 triệu, 4,5 triệu. Bây giờ rẻ đi cả nửa tiền rồi. Đầy đủ full tính năng các bác nhé. Công nghệ Ion Altimer này. Đây, hẹn giờ này. Khóa trẻ em giữ 2 giây này, bấm tắt đèn này, lọc nhanh này, bù ẩm này, lọc tốc độ lọc khí này, báo phần trăm độ ẩm bằng số điện tử này. Đây đắt giá nhất ở cái dòng Daikin này các bác nhé, mà nhiều bác các bác thích đó là có thêm hai cái lọc tĩnh điện hai bên này cho hiệu quả lọc gấp đôi. Các model khác thì nó chỉ có màng HEPA thôi, nhưng mà con này thêm hai cái lọc tĩnh điện này. Với trên em mới nói là cái về cái tầm tiền 2,2 triệu này thì nó là vô địch nhá. Thanh timer này con này vĩnh cửu luôn nhá. Màng HEPA này em thay mới rồi nhá. Đấy, trên này không tháo ra nữa. Con máy khá là xuất sắc, hình thức đẹp, giá thành rẻ. Dùng được cho phòng tối đa khoảng 55m² đổ lại ạ. Các bác dùng phòng khách hay phòng ngủ đều ok hết nhá. Đấy, phòng ngủ này lọc thì quá sướng luôn, lọc cực nhanh, bù ẩm nhanh. Nhiều bác cứ nghĩ mua những cái máy nhỏ về lọc cho nó vừa với phòng. Thực ra là ngày xưa ấy, cái máy to đắt. Ví dụ như con này nó tận 4-5 triệu cơ. Thì các bác mua máy nhỏ vì nó rẻ hơn nhiều. Nhưng bây giờ nó có hơn 2 triệu thì mình tội gì mình mua máy nhỏ các bác. Máy to này nó cơ động hơn nhiều mà lọc nó khỏe nhé. Điện nó không tốn đâu ạ. Nhiều bác lại sợ tốn điện. Nhưng bọn này nó chạy eco nó chỉ có 20W thôi. Mọi thứ rất là mới nhé. Đẹp. Chạy 20W một giờ thôi ạ, siêu tiết kiệm điện, bác không phải lo về điện đóm hay lọc khí nhé. MCK70 series máy C00 1862, một con Daikin vâng đồng hồ vuông khá đẹp, giá có 2,2 triệu thôi. Về các bác chỉ cắm điện là chạy thôi nhé, bảo hành 1 năm. Chào các bác.